Sáng nay con học bài nào rồi? Bài 41 đúng không? Giờ ôn lại bài sáng nay học rồi chuẩn bị bài mới. Dạ. Bài 41. Y e u yêu giờ yêu yêu nguyên nhiều có nhiều nhiều sáu. Y e u yêu yêu quý yêu quý. O u o vui bội vui hồi buổi. Y e u yêu chiều chiều huyền chiều buổi chiều. Y e u yêu hỏi hiểu hỏi hiểu. Ai bài ba hiện bài hiểu bài. Yêu yêu ở wow cậu câu quyền cầu yêu cầu. Si a za vì già già. Yêu yêu sắc yếu già yếu. Tu hú kêu báo hiệu mùa vải thiều đã về bé tự giới thiệu. À thôi, tao đánh dần cái chữ này thôi kìa. Kêu. Tu hú kêu báo hiệu mùa vải thiều đã về bé tự giới thiệu. Rồi, chuẩn bị bài, bài 42. À, con biết bài này không? À, con đọc thử. Ư u u. Đúng rồi. L u lu nặng lụ quả lụ. Phải quả không? Trái lụ. À, trái lụ. Ư ơ u u. Hờ ư hư hư sao. Cô có dạy trong lớp chưa? Chưa. Chưa biết biết mấy bằng đó hay ai dạy biết à? Thì nãy dần á. À hả. Rồi, rồi tiếp. Chờ ô chu sắc chú. Ư ư ư cờ ô cư. Huyền cừu chú cừu. Ư ô ư ư ô ư mờ ư ư ơ ư lờ ư ư ư lờ mờ u mu mờ u mu đúng không? Đúng rồi, mu. Rờ e tre rờ y tri sắc trí mu trí. Ớ wow bộ bao huyền bầu bầu. Ư ơ ư yêu rượu ru nặng rượu bầu rượu đúng không ạ? Đúng rồi. Ư ơ ư đờ bầu bư sắc bứ. Cờ ô cơ hỏi cổ bú cỏ. Ừ, bú cỏ. Bú cỏ là cái cục bú ngay cái cỏ á. Này gọi là bú cỏ. Là cỏ mình có người có cục bú này gọi là bú cỏ. Buổi trưa cừu chạy theo mẹ ra bờ suối. Ừ, suối. Nó thấy bầy hươu ngay đẻ ở đó ở đấy rồi. Đọc lại nè. Nó thấy bầy hươu ngay đẻ ở đấy rồi. Đọc lại nguyên câu buổi trưa. Buổi trưa cừu chạy theo mẹ ra bờ suối. Nó thấy bầy hươu ngay đã ở đấy rồi. Hổ báo hươu ngay. Hổ báo gáo hươu ngay voi. Buổi trưa cừu chạy theo mẹ ra bờ suối. Nó thấy bầy hươu ngay đã ở đấy rồi.
Buổi trưa cừu chạy theo mẹ ra bờ suối. À, bờ suối chứ sợ nha. Nó thấy bầy hươu nai đã ở đấy rồi. Hổ báo gấu hươu nai voi. Rồi, hay quá. Giờ hôm nay video sẽ hơi dài một chút vì mình sẽ đọc bài này luôn nha. À, bài này cô cũng không có dạy, mình sẽ qua bài này. Bài này mình biết rồi. Rồi bây giờ mình sẽ đọc bài này biết rồi luôn à. Ờ, mình biết đọc trơn cái này luôn mà không còn đánh dần luôn. Dạ sao con biết? Mình đọc cho các bạn nghe trước nha. Gấu mẹ dạy con chơi đàn, còn hổ mẹ thì dạy con nhảy múa. Bé và bạn bè. Hay quá ta. Sao không con đọc được? Chị nè, chị nắm chỉ cho con đó. À vậy hả, giỏi quá. Mày có đọc bên đây luôn không? Dạ đọc luôn rồi. Hôm nay video đây là một video đặc biệt. Và đọc luôn cái bài này nha. Rồi đọc đi. Anh ơn con mẹ con. An an sàn 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 nhà sàn. U a u ao rào rào. An an gì? An an nợn non rau non. Rau non. An an hòn hòn sắc. Dấu chú ý cái dấu. Huyền hòn. Đờ a đa sắc đá hòn đá. Thợ thư nặn thự. Thợ ơ. Thợ ơ thơ nặn thự. Thợ ơ thợ nặn thợ. Thợ ơ. A nạn hoạn hàng sắc khác. Huyền hàng thợ hàng. A nạn bạn ban nặn bạn. Chú ý cái dấu nha con. Bạn bên huyền bàn. Bàn. G E G sắc ghế. Bàn ghế. Gấu mẹ dạy con chơi đàn, còn thỏ mẹ thì dạy con nhảy múa. Bé và bạn bè. Rồi video tới đây là hết. Và tạm biệt các bạn vào những video lần sau nha. Tạm biệt.